lại nha. Đây, giờ thì chính thức mình sẽ nhận làm cái mạch VESC như này nhé. Anh em thông cảm, mình tối mình mới rảnh ra, mình mới có thời gian làm video thì hình ảnh nó không được, ánh sáng nó không được tốt cho lắm. Đấy, đây bây giờ chính thức thì mình nhận làm mạch VESC như này. Đấy, mạch VSC này là phiên bản 4.20. Đấy, công suất thực là 50A nhé. Đấy, có thể điều khiển bằng các kiểu từ tay ga rồi tay trời, tay điều khiển không rồi. Đây là mình đang kết nối, mình đang điều khiển bằng tay ga này. Đấy, anh em xem này. Đặc biệt là khi sử dụng mạch này ấy, thì anh em phải biết một chút về máy tính để đồng bộ giữa mạch và động cơ. Đấy, thì khi đấy thì mình khai thác được hết cái công suất của cái mạch này được. Đấy, và khi đồng bộ như vậy thì cái mạch này nó sẽ điều khiển cái động cơ này rất là êm và mượt. Đấy, thì nó sẽ không cần, nó nghĩa là mạch này nó sẽ có các cảm biến han ấy. Nếu anh em nào có nhu cầu cắm cảm biến han thì đây là cái jack cảm biến han này. Đây là mình đang kết nối với máy tính. Đây mình có thể cho anh em xem này. Cắt cái tay ra. Đây cho anh em xem này. Đây trên màn hình máy tính đây. Mình đang chạy điện áp này, 39,5 này. Đấy, nhiệt độ các kiểu này. Đấy, đây mình ga này. Đây mình có thể cài đặt được dòng mở của động cơ nhé, dòng mở, dòng tối đa nhé. Công suất tối đa mình đang đặt là 95%. Đấy, anh em xem. Giờ thì chính thức mình sẽ nhận làm mạch này nhé. Mạch này thì nó thực tế thì nó là nó không hề rẻ vì linh kiện, giá linh kiện nó rất là cao. Đấy, một con chip STM32 này, 32F4 này, RGT6 này, con này nó có giá thị trường bây giờ đang là 400.000 một con. Đấy, còn DVR này đang là 200.000 một con. Đấy, thì anh em nào có quan tâm thì liên hệ mình. Đấy, ngày trước mình có bán mạch này, nhưng ngày trước mình bán 1,2 triệu. Mạch đấy lúc đấy thì thời điểm đấy nó rẻ, còn bây giờ thì nó đắt. Đấy, bây giờ anh em nào có nhu cầu thì đặt thì mình sẽ làm, hoặc anh em mua linh kiện về tự làm mình cũng sẽ bán nhé. Đấy, đây. Đây là cái quá trình khởi động con này rất rất là khỏe. Đấy, nó cho dòng mở của động cơ cực kỳ cao. Đấy, các bạn xem này. Đây dòng mở này, còn cái phần dòng ở dưới đấy, dòng mở nó phải lên đến đấy. Đấy. Dòng mình đang cài đặt đấy, dòng mắc của động cơ là 60A. Đấy, thì đây mình sẽ đồng bộ cho các bạn xem một lần này. Của động cơ này, đây mình đồng bộ rồi, nhưng đây mình đồng bộ lại thì nó có hai kiểu đồng bộ. Một kiểu là chọn chế độ, chọn sẵn các loại động cơ có sẵn như này. Đấy, đấy, chọn sẵn như này các loại động cơ, đúng cái nào của mình thì mình chọn, nhưng mình không thích loại này thì mình hay điều chỉnh chi tiết là vào motor setting này. Đấy, chọn đồng bộ này. Next này. Đấy, đây là chọn, đây là nó có các chế độ điều khiển này, GGD này, đây là các bạn nhìn xem này, đây là cái phần sóng hiện bên này này, hiển thị sóng bên này này. Đấy, đây mình thay đổi này. Đây nhé, các bạn nhìn đấy cái phần này này, đấy Fox là sóng sin này, GGD là sóng sin này, sin một phòng này, DC này. Đấy,
BLDC này, sóng vuông này, đấy. Đây là sóng xi này. Còn đây, mech. Đây là cài đặt này, dòng mắc của động cơ này. Đây là dòng chạy mắc này, dòng phanh mắc này, dòng mắc của pin này, dòng phanh của pin này. Đấy. Thì khi các bạn chọn hết các cái cài đặt phù hợp theo cái pin của mình thì các bạn nick. Đây là điện áp này, cài đặt điện áp cao nhất này, điện áp thấp nhất này. Và đây là pin, ví dụ đây là 12K thì mình nhấn vào đây là nó tự nó nhảy ngôn ở đây. Điện áp cao là 40, điện áp thấp là 7 37. Đấy, ví dụ 40V là nó chạy, vượt quá 40V nó dừng nhé. Nghĩa là nó trong khoảng từ 40 đến 37 này. Đấy, thì đây của mình là mình đang đặt là 55V. Là đây là số là 24V. Đấy. 24V. Đấy, ví dụ trong khoảng từ 24 đến 55 là động cơ sẽ chạy. Next. Đây là chọn chế độ sensor này. Đấy, có cảm biến này, han này, AB này, các kiểu này. Của mình không có sensor thì mình chọn không. Đấy, bây giờ bắt đầu quá trình đồng bộ này. Đây thì nó sẽ chạy là nó sẽ đo cái cuộn điện trở R này của động cơ này. Đấy, L này, motor L là gì nhỉ? Cuộn cảm. Đấy, còn cái motor cái alpha này mình không chưa tìm hiểu nó là cái gì nhưng mà nó phải có đầy đủ. Hay bấm vào đây này, bắt đầu đồng bộ này. Đấy. Động cơ nó rít lên này, các bạn này. Đấy các bạn. Động cơ khi động cơ nó rít lên thì nó sẽ đo được hết các cái thông số này thì nó sẽ cho ra hàng màu xanh này. Đây mình đặt là 5.000 vòng này. À đây mình động cơ của mình 9.000 mình đặt là 9.000 vòng này. Đây. 9.000 vòng này. Đây là cái còn phần này nữa thì bấm vào đây nữa. Nó sẽ đo tiếp này. Đấy, động cơ nó sẽ chạy. Đấy, khi chạy xong thì nó sẽ đo được hết này các thông số này thì là xong này. Đấy. Đấy, xong thì đây và đừng quên mất còn ở đất pi ở đây vì để chấp nhận next Philip là thế là xong rồi. Đấy. Đấy. Đây thì rồi ok thì lần sau mình sẽ hướng dẫn anh em là cách chọn về chế độ điều khiển tay ga rồi hay là thích điều khiển bằng tay ga hay là TXRX vậy thì nó sẽ có hết đấy rồi xin chào anh em nha.